đã viết khi chưa đặt tên con. Giọt máu nóng cha đã ươm, chờ mong con mau lớn khôn. Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ. Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh, nơi kia chân trời xa. Nào hãy nối bước trên đường thách thang cha đã đi, và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa. Rồi con sẽ bước vào đường vinh quang đang đón chờ. Dòng đời cám dỗ, con hãy vẫn bước bằng đôi chân. Và đây là cách nấu bột ăn dặm cho bé. Nhà mình, mình không dùng bột để cho bé ăn dặm, mà mình dùng ngay từ đầu là cháo, là cháo trắng luôn. Khi mà được 6 tháng tuổi là mình đã bắt đầu cho ăn cháo trắng, là cho ít gạo cho vào một cái bát con, xong rồi để vào nồi cơm. Từ khi bắt đầu nấu thì khi mà cơm chín thì bát cháo đấy nó cũng chín là vừa, và để cho ăn. Đến bây giờ đến 6 tháng 7 tháng rồi thì mình bắt đầu là dùng rất là cắm cháo bằng cái nồi nấu nấu kho cá, nồi kho cá điện ấy. Thì bây giờ là đến 7 tháng tuổi rồi thì bé có thể ăn cho thêm được vào rau xanh và thịt. Thịt thì cũng cho ít thôi, từ từ để cho bé tiếp nhận từ từ, chứ không phải là cho một lúc nhiều ngay. Rau củ quả thì mình nên chọn những loại rau mà nó tốt cho trẻ, như kiểu là súp lơ, cải, cải bó xôi này, rồi vân vân và vân vân. Còn xương thì mình chọn, thịt thì mình chọn thịt lạc, và xương thì xương sườn, chứ không lấy xương ống, cũng như là không lấy xương có nhiều tủy. Khi mà nấu cho cùng vào để đun bằng cái nồi kho cá này thì nó rất dừ và không bao giờ bị cháy, bị khê cả. Khi nào mà đến bữa ăn ấy thì mình mang ra mình nghiền. Nghiền bằng cái dụng cụ là chính là cái dụng cụ để bỏ hạt chanh và hạt quất này. Thì cái nghiền như thế này thì cái hạt nó không bị quá mịn, nó không thành nước, nên là trẻ nó rất dễ ăn. Chứ còn nhà mình cũng có máy xay sinh tố, nhưng mà khi máy xay sinh tố mà xay một vòng quá tay cái là bột nó nghiền nát ra thành cháo, thành cháo nước luôn ấy. Thì trẻ rất khó ăn, vì là nó như kiểu là mình cho ăn lâu nó bị trưỡn ấy, nên là trẻ nó rất không thích ăn. Nên là mình đa phần dùng bằng cái thủ công này, là nghiền bằng cái rổ để nọc hạt này. Thì khi mà mình nghiền xong bằng cái những cái rổ lọc hạt này xong thì mình sẽ cho lên đun lại, cho lên đun lại trên bếp, cho thêm chút các cái loại dầu riêng của trẻ nhỏ, như dầu óc chó, dầu bio, để cho nó phát triển trí não. Với lại mình có làm riêng ra là cái bột thịt với lại tôm mịn. Thì khi mà mình nghiền xong thì mình cho cái này vào cháo, mình phải nhuyễn lên và mình nấu lại. Nấu lại khi mà cái bột nó đổ được, có nghĩa là nó sôi đấy. Còn lâu rồi khi là cháo đã chín rồi, và mình cho ra đĩa để cho bé ăn thôi. Thế thì cái phương thức cho bé ăn của nhà mình rất đơn giản.
mình luôn muốn cho bé ăn làm sao mà nó gần gũi với cha mẹ nhất, nên là cứ đến bữa ăn mình hay cho ngay từ 6 tháng là bé có thể ngồi được, là mình đã cho bé ngồi ở cái ghế ăn dặm rồi và cho ăn cùng với bữa cơm của gia đình. Thế thì làm sao lại cho ăn bữa cơm? Nhiều người ví dụ người già thì không lại bảo rằng là phải cho ăn trước vì như thế nó quấy khó ăn cơm, nhưng không, mình muốn là như vậy để rằng khi bé ăn mình khổ một lúc đầu là cho bé ăn đi, khi bé quen ấy, thì đến bữa thì mình ăn cho mình đút cho bé, khi mà bé mà tự bốc ăn được, tự chúc thì ăn được thì cứ đến bữa ăn bé sẽ có một cái thói quen và bé cũng tự đút tự ăn, như vậy thì mình sẽ nhàn hơn về sau này, chứ không như rất nhiều người ấy thì mỗi lần cho ăn thì cứ bế đi rong. Mình nghiêm cấm vợ và mọi người bế bé đi rong, mà cho ăn xong rồi mới cho đi chơi. Thì để cho bé, khi bé muốn đi chơi thì bé sẽ ăn rất tốt, chứ còn cho đi rong thì bé sẽ thành thói quen. Có những người mình thấy rằng là được một bữa bát cháo mà đi rong đến cả làng mà chưa ăn xong, thế này không tốt. Cảm ơn các bạn. Nấu cơm rồi kéo chiếu ra ngoài chơi ở ngoài, ở trong đây tầng mùi ga nó thật độc nha. Rớt xuống giữa mùa đông,
trước không còn nguyên vọng dáng sau bao giờ đã thân bao ngày qua dù cho thời gian phải tàn bao giờ mặt trời không chiếu sáng vẫn tự tin nắng hớm khi bình minh dù cho thời gian phải tàn bao giấc mơ sớm mai tôi và ơi cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ bố con mình nhé. Chúc mọi người có những bữa cơm thật ngon, thật đầm ấm bên gia đình thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.